Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rob F2P. Và hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, mình chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả cũng như là học tập tốt nhé. Và trong tựa game Rob Kingdom, nếu các bạn chưa vào thì hôm nay đã xuất hiện hai vị tướng mới rồi. Và đây chính là hai vị tướng Mích Trúc mà đã có xuất hiện ở trên cái hình post Facebook ở trên group của game ấy. Đó chính là Honda Tadakatsu và vị tướng thứ hai chính là Suleiman. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nhìn qua về bộ skill của hai vị tướng này. Đầu tiên đó chính là Honda Tadakatsu với cái nickname là Thiên Lộc gia tộc Tokugawa. Ông sở hữu cho mình một cặp sừng cực kỳ to và một khuôn mặt mình có thể nói là rất là ngầu. Vũ khí của Honda ở đây đang cầm chúng ta thấy là một cây thương, và ông có cầm thêm cho mình một thanh kiếm samurai nữa. Thì Honda Tadakatsu là một trong những vị samurai vĩ đại nhất ở trong lịch sử Nhật Bản. Ở đây chúng ta có thể thấy tiểu sử của ông, nhưng mà có lẽ là về cái việc tiểu sử của hai vị tướng này ấy, mình sẽ làm ở một video khác hướng dẫn chi tiết các bạn. Còn ở video này thì chúng ta có thể có một cái điều rất là hay, đó là Honda Tadakatsu được mệnh danh là Hachiman vì hầu như không hề bị thương, mặc dù đã trải qua trên dưới 50 cuộc giao tranh lớn. Các bạn hãy nhớ con số 57 này, nó sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ skill của Honda, một điều mình đánh giá là cực kỳ hay, và nhà phát hành đã làm rất là tốt với cái việc là liên hệ lịch sử với bộ skill của tướng. Thì hôm nay thì cả hai vị tướng của chúng ta đều là tướng Bích Trúc cả, với Honda sẽ xuất hiện ở trong vòng quay may mắn và Suleiman sẽ xuất hiện ở trong kỳ đua thống đốc. Như vậy thì rõ ràng thì Honda Tadakatsu các bạn sẽ dễ để có thể sở hữu hơn. Bảng tài năng của Honda thì sẽ là Mích Trúc, đa năng và kỹ năng, cho thấy là Honda sẽ là một vị tướng đánh thuần ở trên open field với cả 5 skill chắc chắn sẽ dùng được ở trên open field cả. Và Suleiman thì sẽ là một tướng rally khi mà có táp tài năng màu vàng, đó là chinh phục. Skill đầu tiên của Honda với cái tên rất là hay, Tinh Linh Thiết, gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi hình quạt hướng về phía trước, hệ số sát thương ở cấp độ tối đa là 2.500. Và nếu làm chỉ huy phụ ấy, thì Honda chỉ gây sát thương bằng một nửa thôi, đó là 1.250, và cứ thêm một mục tiêu sát thương gây ra sẽ giảm đi 15%. Thì cái skill này khá là giống với skill của Quan Vũ các bạn. Quan Vũ khi làm tướng chính ấy, các bạn cũng sẽ có cái kỹ năng gây ra nó cao hơn là 2.000, còn nếu khi các bạn làm tướng phụ ấy, thì kỹ năng gây ra chỉ được 1.000 thôi. Thì điều này gần như là một cái điều bắt buộc để cho hai vị tướng này làm tướng chính. Nhờ bù lại thì Quan Vũ có sát thương bé hơn, chỉ 2.000, và Quan Vũ có thể hiệu ứng câm lặng. Nhưng có một điểm rất đặc biệt từ cái skill của Honda, đó chính là Honda cần tới 1.350 nộ để ra skill. Cái này thì lại giống với lại Edward, khi mà Edward của chúng ta cũng cần tới 1.350 nộ để ra skill. Và Edward gặp rất là nhiều vấn đề nha các bạn. Chúng ta đã xem ở trên open field rồi, cái việc mà Edward bị tấn công và không thể xả kỹ năng, kể cả khi các bạn là người chủ động tấn công ấy, là điều vô cùng phổ biến. Nhưng Honda lại có một điều mà khác biệt hoàn toàn với Edward, đó là Edward của chúng ta sát thương to, nộ cao nhưng chỉ bắn một mục tiêu. Còn Honda của chúng ta đã khắc phục hoàn toàn điểm yếu này, đó là đến 3 mục tiêu. Và con số sát thương mà 2.500, mình nói thật luôn, đây là con số cực kỳ lớn nha các bạn. Một con số quá khủng khiếp luôn đối với một skill 3 mục tiêu. Có lẽ là Honda sẽ nhanh chóng trở thành một vị nuker top đầu của game mà thôi. Skill 2, Đông Đại Samurai. Đội quân do chỉ huy này dẫn dắt được tăng tốc độ hành quân và 3% tấn công cộng thêm 10% khi tấn công đội quân. Thì đây là một skill rất là khó hiểu, ngay buổi sáng nay thôi mình thấy rất là nhiều thắc mắc của skill này. Thì mình xin được chia sẻ cái cảm nhận cá nhân của mình. Mình không chắc là nó có đúng 100% không, nhưng các bạn có thể hiểu như thế này. Đó là tốc độ chạy thì dễ rồi nhá, mình sẽ không bàn tới tốc độ chạy 20% ở cấp độ max. Thì đây thực ra là một điều rất là ngon nhá, anh em là cứ thắc mắc ý sau, đây một điều rất là ngon. Mình đã nói hôm trước trong cái clip Mích Trúc rồi, đó là những vị tướng như Chazan, AE các bạn sẽ chạy rất là chậm do không có tốc độ hành quân. Thì Honda sẽ khắc phục hoàn toàn cái điểm yếu này, 20% tốc độ chạy là sẽ giúp cho cái đội quân Mích Trúc của Honda ấy có thể bắt kịp được với những đạo bộ và cung. Còn đối với những đạo kỵ ấy, thì mình không chắc lắm về vấn đề này. Quay trở lại cái vấn đề mà tăng tấn công ấy, thì ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na, đó là lúc nào đội quân của Honda ấy cũng sẽ được tăng 10% tấn công. Và khi mà các bạn tấn công đối phương, tức là các bạn chủ động tấn công ấy, thì các bạn sẽ tăng thêm 30% công. Còn khi mà đối phương tấn công bạn và bạn phản công ấy, thì cái sát thương đó sẽ được không được tính cái 30% công này. Thì đây là cái ý kiến của mình, và mình nghĩ là nó sẽ hợp lý nhất ở trong cái bảng mô tả kỹ năng này. Và có lẽ là do cái vấn đề mà phản công với tấn công ấy, nó không được phân biệt rạch ròi, nên là nhà phát hành đã ghi như thế này để chúng ta có thể dễ phân biệt hơn chăng. Skill 3 của Honda, Vạn Samurai có 1, đó là đội quân do chỉ huy này dẫn đầu được giảm sát thương nhận vào 5%. Wow, 5% các bạn.
Anh em nghĩ là 5% là con số bé không? Các bạn biết rồi đó. VIP 17 có thể gây thêm 5% sát thương, Honda giảm 5% sát thương. Thì rõ ràng đây là một con số bù trừ cho nhau. Và nó không cần điều kiện gì cả các bạn. Tức là mặc định cái đội quân này mang ra đã được giảm 5% sát thương rồi. Rõ ràng đây là một cái điều rất là bất công với những tướng cam thế hệ cũ. Khi mà những tướng cam thế hệ cũ làm gì mà có cái op này, tự nhiên cho một cái giảm 5%, mình đánh giá là cực kỳ lợi hại luôn. Và gần như đây là một cái điều mà mình nghĩ là có lẽ là nhà phát hành cho thêm cái khả năng giảm sát thương này ấy, để cho cái những vị tướng về sau có khả năng nhỉnh hơn những vị tướng đời đầu. Và khi thi triển kỹ năng chủ động thì sẽ gây sát thương liên tục cho mục tiêu, hệ số sát thương là 100 và khi max sẽ là 200, giảm tốc độ hành quân trong 2 giây. Tức là sẽ là một skill dạng đam theo thời gian là sẽ được hưởng cái điểm sức mạnh tiềm tàng. Khi thi triển kỹ năng chủ động sẽ gây sát thương liên tục cho mục tiêu và giảm tốc độ hành quân. Thì thực ra nếu mình nói đúng ấy, thì cái skill này các bạn hoàn toàn có thể gộp cái hiệu ứng vào skill 1 đúng không? Thì ở đây mình nghĩ là sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là cái skill 1 này hiện tại đam đã quá to rồi. Nếu như mà cho thêm hiệu ứng vào đây ấy, thì có thể biến cái skill 1 này trở thành một cái skill nó quá là OP, nó quá là mạnh đi. Và cái skill 3 này thì tự nhiên lại thêm một cái hiệu ứng khác ngoài cái hiệu ứng này ấy. Thì tự nhiên cái skill 3 này lại thêm một cái hiệu ứng nữa. Tóm lại là Samurai Honda của chúng ta ấy, sẽ trở thành một vị tướng cực kỳ mạnh nếu như mà chúng ta gộp cái hiệu ứng này vào skill 1. Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên của mình. Còn cái suy nghĩ thứ hai, mình nghĩ cái suy nghĩ thứ hai thì nó sẽ ít khả năng là thật hơn. Thì các bạn nghĩ thế nào thì các bạn có thể bình luận nhé. Đó là khi thi triển kỹ năng chủ động, có nghĩa là Honda thi triển kỹ năng thì đối phương sẽ bị giảm tốc độ hành quân và nhận sát thương. Và vị tướng phụ thi triển kỹ năng thì cái hiệu ứng này cũng được kích hoạt. Thì mình nghĩ là đây cũng là một cái lý do có vẻ là hợp lý để tách hai skill này ra. Nhưng mà chúng ta cần phải test thì chúng ta mới biết được cái điều này nhá. Skill thứ tư, Thiên Vương tộc Tokugawa. Đội quân do chỉ huy này dẫn đầu được tăng năng lực quân đội 10%, một cái skill có thể nói là đặc trưng của những tướng Mích Trúc rồi, đó là tăng số lượng lính các bạn có thể mang ra ngoài đồng. Và cứ mỗi 8% đơn vị các bạn mất thì các bạn sẽ gây sát thương kỹ năng thêm 1% và 5% nếu mang nhiều hơn hai loại lính khác nhau, sát thương kỹ năng cộng thêm không vượt quá 60%. Ở đây thì hồi sáng mình có đọc rồi thì mình cũng khá là thắc mắc, đó là mất 8% đơn vị thì sát thương kỹ năng cộng thêm 1%, ok. Và nếu các bạn mang Mích Trúc thì sẽ được nhân 5 cái số lần này lên, nhưng ở dưới này thì nó chỉ ghi là lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Như vậy nếu ở cấp độ max ấy, thì các bạn chỉ tăng sát thương kỹ năng có 5%. Và cái việc các bạn mang Mích Trúc ấy, nó không có thay đổi gì. Thì rõ ràng như vậy thì ở cấp độ max của vị tướng này ấy, các bạn mang một loại lính hoặc là mang Mích Trúc nó hoàn toàn không có gì khác biệt với nhau. Nhưng có lẽ đa số sẽ mang Mích Trúc để các bạn tận dụng cái bảng tài năng lãnh đạo này thôi. Chứ còn đối với skill này ấy, thì ở cấp độ max các bạn sẽ không có sự khác biệt giữa mang một loại lính và hai loại lính. Và có lẽ Honda ấy, là một cái vị tướng mà mình nghĩ là sẽ là nút cơ cực kỳ mạnh, bởi vì nó đã khắc phục gần như hoàn toàn điểm yếu của Edward rồi, khi mà Edward có cái lượng nộ ra skill cũng tương tự như Honda. Nhưng với skill 4 này thì kể cả Honda có ra skill chậm hơn đối phương thì Honda vẫn có rất là nhiều lợi thế đúng không nào? Honda vẫn có thể gây sát thương kỹ năng nó tăng lên, bởi vì mất máu thì tăng lên. Đối phương ra skill trước ok, mình ra skill sau nhưng mình được cộng thêm sát thương kỹ năng. Thì rõ ràng mình cho rằng đây là một cái mảnh ghép vô cùng hoàn hảo với cái việc mà cần tới 1350 nộ để ra skill. Và skill chuyên môn của Honda đó chính là khi đội quân này mà di chuyển trên bản đồ ấy, thì các bạn sẽ được giảm 30% sát thương nhận vào từ đòn tấn công thường, tức là đam trắng ấy. Và hiệu ứng này có thể kích hoạt tối đa 57 lần mỗi giờ sau khi rời thành phố. Và đây chính là con số mà số lần mà trận chiến mà Honda không bị thương ấy, mình có nói các bạn hồi nãy rồi. Đây là một cái điều mình đánh giá là cực kỳ hay, một cái điều mà có thể nói là cực kỳ đáng nhận được một nút like cho nhà phát hành khi mà họ đã sử dụng cái lịch sử của vị tướng và xây dựng lên một cái bộ skill xoay quanh cái vị tướng đó rất là hấp dẫn. Vị tướng thứ hai, Suleiman. Đây là một vị tướng với cái nickname là Kanuki, tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Với skill 1, gây sát thương hệ số trực tiếp cho mục tiêu 1.300. Và khi mục tiêu có ít hơn 50 độ thì sẽ giảm phòng thủ và sức khỏe của mục tiêu trong 2 giây. Và hai cái chỉ số này bị giảm lên tới 30% mỗi chỉ số. Đây là một con số mình có thể nói là giảm cực kỳ lớn các bạn. Gigamet của chúng ta, vị tướng cung mới ra mắt thôi, chỉ giảm được của địch có 30% sức khỏe thôi. Còn Suleiman thì giảm tới bao nhiêu ạ? 30% máu và 30% đép. Nhưng nó có điều kiện, đó là khi mục tiêu ít hơn 500 độ. Và đây rõ ràng là một cái mảnh ghép hoàn hảo cho Honda luôn. Bởi vì Honda ra skill chậm, tức là đối phương ra skill xong thì Honda mới đến lượt ra skill. Như vậy đồng nghĩa với việc đối phương đã ra skill thì đối phương đang có lượng nộ thấp. Nhưng mà đây cũng là một skill mà mình nghĩ là cũng còn rất là nhiều câu hỏi xung quanh skill này. Đó là liệu cái tính thực tế của nó khi mà các bạn
áp dụng trên open field ấy, nó có được không? Cái debuff này cực kỳ mạnh và kết hợp với cái hệ số sát thương khủng tới từ Honda nữa thì chắc chắn là cái việc của các bạn cắt máu mục tiêu sẽ rất là nhanh. Và đặc biệt là Suleiman của chúng ta lại là một vị tướng có khả năng rally. Có nghĩa là chúng ta có thể được thấy Suleiman rally công trình vào thời gian sau. Và cái việc mà trừ chỉ số nhiều như thế này ấy, thì Suleiman mình nghĩ là hoàn toàn có thể áp dụng cái skill này để làm một cái cặp gọi là rally debuff, một cặp rally phụ. Skill thứ hai, khai thiên lập địa. Đội quân do chỉ huy này dẫn đầu được tăng tấn công, phòng thủ ở cấp độ max là 15-15, là tổng cộng là 30 stat, không quá cao. Bình thường, sát thương nhận vào từ các tất cả nguồn được giảm 2% khi ở ngoài lãnh thổ liên minh. Cái này mình nói tiếp tục với các bạn luôn là what the hell luôn. 10% sát thương ở tất cả các nguồn, tức là cả sát thương phản công, sát thương tấn công, sát thương đam đỏ. Và các bạn thử kết hợp với skill này của Honda đi, các bạn sẽ được giảm 2 skill là tổng cộng 15% các bạn. Một bộ tướng mà các bạn chưa cần phải làm một cái gì cả đã được giảm sát thương tới 15% rồi. Cực kỳ mạnh nha. Và nó khắc phục hoàn toàn đi cái điểm yếu của những tướng nuker. Ví dụ chúng ta mà sử dụng ở Quan Vũ Alex đi, các bạn sẽ có một cặp nuker cực kỳ mạnh. Hiệu ứng của Alex cũng rất là khủng. Nhưng Alex thì lại hoàn toàn không có một chút phòng thủ nào, trong khi cả hai vị tướng này các bạn mang ở đồng được giảm luôn 15% sát thương. What the hell, quá mạnh anh em. Skill thứ 3, một skill rally, đòn tấn công có 10% sát suất giảm 5% đòn tấn công thường và 5% sát thương của đội quân mục tiêu trong 3 giây khi tấn công thành mỗi hành trì. Cái này mình lại thêm một dấu chấm hỏi nữa các bạn. Tức là khi các bạn tấn công, các bạn sẽ có 10% giảm sát thương tấn công thường và giảm sát thương kỹ năng. Anh em lưu ý đó là giảm sát thương ở đây, tức là ví dụ các bạn tấn công thường được 1000 đam, trừ thẳng 20% là còn 800. Và cái skill này là một skill rally. Như vậy có thể nói là Suleiman khi mà rally, mà làm cái cặp rally debuff ấy, rally thứ hai, rally hỗ trợ cho những rally chính ấy, thì thật sự luôn là cái công trình đó mình không biết là còn cái chỉ số nào nữa không. Và anh em lưu ý nhá, đó là giảm sát thương tấn công thường và kỹ năng của đội quân mục tiêu trong thành phố hoặc thành trì, có nghĩa là cái công trình đó ấy, nó sẽ gây sát thương ít hơn trong vòng 3 giây lên tất cả những mục tiêu khác, chứ không phải là gây lên mỗi Suleiman. Mình ví dụ các bạn rally bằng Gigamet Ramset đi, khi mà cái công trình đó bị ăn cái hiệu ứng này ấy, thì Gigamet Ramset của chúng ta cũng nhận ít sát thương hơn từ cái công trình đó. Thì rõ ràng đây là một skill cực kỳ khủng. Nhưng mà cái vấn đề mình nghĩ của Suleiman ấy, đó là nếu như mà chúng ta sử dụng Suleiman để rally thì chúng ta sẽ rally với ai? Rõ ràng thì lựa chọn tốt nhất vẫn là Honda đây, nhưng mà chúng ta vẫn cần thời gian để các bot test thêm. Skill 4, Janissary. Nếu anh em không biết thì Janissary chính là tên của cái loại quân đặc biệt của phía Ottoman đấy. Mình đang dùng Ottoman là mình biết. Đội quân do chỉ huy này dẫn đầu được tăng 1% sát thương còn công thường ở cấp độ max là 5%. Và nếu các bạn mang mic trúc thì sẽ được tăng thêm 20% sát thương kỹ năng trong 3 giây sau khi nhận sát thương kỹ năng. Cực kỳ mạnh. Ở cấp độ max các bạn sẽ được tăng thêm 50% sát thương kỹ năng. Và nó lại liên hệ trực tiếp đối với Honda chúng ta luôn. Rõ ràng là trời sinh một cặp. Honda ra skill chậm, có nghĩa là đối phương sẽ ra skill trước. Ra skill trước thì các bạn sẽ được kích cái skill này và sẽ được tăng thêm 50% sát thương kỹ năng cho Honda. Và cái này là một cái hiệu ứng cực kỳ khủng tới từ cặp đôi này nha. Skill 4, đứng đầu châu Âu. Khi chỉ huy có trên 70% nộ thì đòn sát thương tấn công thường của đội quân này sẽ gây thêm sát thương cho mục tiêu là hệ số sát thương là 200, đồng thời cũng thêm 50 nộ cho mục tiêu. Thì nếu mà nhận xét về skill này ấy, mình nghĩ đây là một skill mạnh, bởi vì khi mà trên 70 nộ và với cái mức skill của Honda cần nhiều nộ như vậy ấy, thì cái khoảng 30 nộ còn lại ấy, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và mỗi đòn tấn công thường của các bạn lúc đấy các bạn có thể đánh được khoảng 2-3-4 đòn gì đó mình không biết, tùy vào cái trang bị nữa và tùy những cái tình hình ở trên open field. Thì đây là một cái lượng sát thương cộng thêm rất là lớn, mình nghĩ là phải đánh được ít nhất là 3 phát, như vậy là sẽ được khoảng thêm 600 đam đỏ. Nhưng mà thêm nộ cho mục tiêu thì đây mình không chắc là ngon hay dở, bởi vì rõ ràng là không có ai muốn đối phương lên nộ nhanh cả. Nhưng mà với cái việc mà hiện tại lượng nộ đang bị giới hạn ấy, thì cũng hoàn toàn có khả năng là skill này nó sẽ ra vào những cái turn mà đối phương đang bị full nộ. Thì nó cũng giúp cho đối phương không ra skill sớm hơn và đối phương sẽ bị lãng phí cái lượng nộ. Thì cái này mình nghĩ là cần phải có thời gian sau khi ra mắt và nhiều người chơi họ test bằng rally hoặc là test trên đánh nhau ấy, thì mới cho được cái kết quả chiến báo nó rõ hơn. Thực sự thì cái việc mà được thêm nộ và cái việc mà nhận thêm sát thương này ấy, thì mình thấy là cái việc nhận thêm sát thương này nó sẽ ok hơn. Tức là đối phương bị mất máu là đối phương cảm nhận được luôn. Còn giả sử đối phương thêm nộ ấy, nếu mà đối phương không ra được skill thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Hoặc là nếu đối phương mà ra skill, thực ra thì ra sớm hơn một chút đấy, đôi khi các bạn không cảm nhận được đâu. Nhưng mà có một cái đội quân mà đánh các bạn nhảy đam đỏ liên tục ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ thốn ngay lập tức. Ok, như vậy tổng kết lại thì Honda và Suleiman của chúng ta mình nghĩ là sẽ là một cái cặp đôi mix chúc mà có thể nói là sẽ
tiếp tục đưa chúng ta tới một cái giai đoạn meta mới, đó là meta Rally bằng Mick Trúc. Mình nghĩ là không có một lý do gì mà Suleiman không được sử dụng để Rally cả. Cái hiệu ứng này quá là khỏe đi. Và cái debuff từ skill 3 này cũng giúp cho Suleiman có thể có những cái combo mà double rally hoặc thậm chí là triple rally hoặc thậm chí là counter rally, mình nghĩ là cũng rất là tuyệt vời luôn. Một cái điều mà mình cho rằng cũng đáng lưu ý của hai vị tướng này đó là không có một skill nào thực sự là thiên về phòng thủ. Nhưng mà với việc giảm sát thương nhận vào tới 15% từ cả hai vị tướng cũng như là Suleiman cũng có cái việc mà tăng cái phòng thủ lên 15% nữa và tăng cái khả năng mang ra, thì cặp đôi này chắc chắn cũng có thể đánh open field rất là tốt. Và đặc biệt là cái skill chuyên môn của Honda này nữa tiếp tục giảm thêm sát thương, thì đây mình đang rất là sợ đây có thể trở thành một cái cặp đôi hoàn hảo tiếp theo ở trong game. Sau những quan vũ leo, sau những hạng vũ William, thì đây hoàn toàn có thể trở thành một cái cặp tướng mà có thể đánh ở trên open field, có thể đánh ở nhiều chế độ khác nhau. Và đối với bộ skill này mình đã thấy là sát thương khi mà đánh trên open field nó quá là mạnh đi. Nhưng nói gì thì nói thì bất cứ một cặp tướng nào khi ra mắt chúng ta cũng cần có thời gian để họ chứng minh sức mạnh của mình. Ngoài ra một cặp tướng Honda và Suleiman này các bạn muốn lên max luôn thì các bạn cần tới 1400 tượng cơ, tính cả 20 tượng triệu hồi cho hai vị tướng. Nên là nếu anh em nào mà thật sự cảm thấy yêu thích hai vị tướng này, mình nghĩ là đây chính là thời điểm để các bạn bắt đầu để giành tượng đi. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nó khá là dài hơn so với mình mong đợi, bởi vì hai vị tướng này cái bộ skill của họ hay quá các bạn. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.